Khi nào thì Hùng tăng đi học? Khi nào Hùng Tâm sẽ học ở một cái trường Pháp của 100% của Pháp, thì nó nằm ở trên cái ở chỗ quận chính, khá xa thành phố mình, nó gần cái city, cho nên cái việc mà nhập vào tháng 9 này nó sẽ được nhập học và mới được nhận được cái thông báo chính thức tuyển sinh cho Hùng Tâm là một tuần mới một khoảng 3 tuần trước. Tại vì những cái ngày mai nghĩa là thực sự là bây giờ có rất là nhiều sự lựa chọn, sợ nhất là một cái trường trong ở Việt Nam mình có trường trong thì sợ nó bị quá nhiều và nhỏ nhét quá nhiều và phải học thêm nữa, học thêm ngoại ngữ. Những ngày mai cố là làm sao có thể bây giờ thực sự là chỉ không thể nuôi con và biết trước sẽ nuôi đến bao giờ hay nuôi cả đời, nhưng mà cái mà Nghiệp với Lời Mai có thể cho nó được trong cái tương lai, phải đồng lượng hết mình trong cái tương lai mới nhỏ và cho nó từ cái bước đi đầu tiên của nó. Thì khi mà Nghiệp biết với Lời Mai là cho nó một cái gì đó vững chắc về một cái tương lai thì nó sẽ tự xử lý được tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng mà tại sao là trường tiếng Pháp? Tại vì trường Pháp đó nó em nói là trường Pháp thì thứ nhất là chị của Nghiệp ở bên Pháp, cho nên là hỏi như sau này có chuyện gì nữa thì không phải chỉ là anh Nghiệp ít nói tiếng Hoa với con á, mà chị ở bên Pháp thì có hai đứa con nói tiếng Pháp và tiếng Hoa, không biết nói tiếng Việt. Từ cái sự giao tiếp của đứa nhỏ rất là khó khăn, thì Mai nghĩ là nếu mà cho con mình học còn mình thì con mình học thêm tiếng Pháp nữa thì rất là mất thời gian, rồi hơn nữa là trong trường thì không không ai nói tiếng Anh và rất là khó khăn. Thì còn Mai thì có cái mục tiêu rất là đơn giản là cho con học một trường nào đó mà để cho bé chơi là thoải mái, cho con không có bị gò bó vì học quá nhiều, với cùng không thể nào mà dở học thêm và biết quá nhiều được, chỉ có học kỹ năng mềm thôi.